Rồi nha, xin chào quý bà con nông dân nha. Thì ngày hôm nay là ngày 12 tháng 2021, thì Trung cũng tiếp tục là có mặt tại xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Là quay giới thiệu với bà con mình cái giống khô hoa sen hồng có thắt 52, được chú Bảy trồng, số lượng là chú Bảy cho con hỏi thăm luôn. Dạ, con chào chú Bảy nha. Trước là chú Bảy là mua bao nhiêu gói hạt giống sen hồng con chú Bảy? 40 gói. Dạ, chú Bảy trồng cái khổ hoa này là được bao nhiêu ngày rồi? Cái này là bữa nay là hái một chuyến, là hổm là hái là 41 ngày á. Dạ, rồi chú trồng thì trước giờ là chú trồng cái khổ hoa cũng nhiều rồi, giờ chú thấy giống này so với các giống khác chú thấy nó sao chú Bảy? Bằng hai mấy giống khác luôn ha. Nó đẹp, nó bóng láng nữa. Dạ. Đây, trái đây nha bà con nha. Đó. Trái nào bự nữa là con theo bóng lưỡng luôn thấy không? Ồ, trái nè. Dạ. Trái bự bóng lưỡng. Rồi chú Bảy đứng lên chú Bảy. Ồ, trời ơi, trái nè. Này là gió lung lay luôn nè, chứ không hề gắn vô nha. Trái là 100% nè. Dạ. Rồi chú trồng cái trái khô hoa sen hồng này chú Bảy thấy trái này sao chú Bảy? Trái này quá đẹp. Trái đẹp không? Đẹp. Dài cũng dài, nó cũng khoảng một cách mấy tấc rưỡi có hơn, nếu mà ta dài khoảng là cũng gần thành một cách tám rồi đó. Dạ. Muốn hai tấc à. Trái dài đẹp. Trái dài đẹp, ra bán hàng khen không chú Bảy? Trời ơi, thấy đâu mà tưởng thích kem không. Nãy chú Bảy nói tưởng đâu là khô hoa ta kem á. Dạ. Dạ. Đây, giờ chú Bảy trồng giống sen hồng con vậy, rồi ví dụ như mà sang năm tới hoặc là khi mà trồng khổ hoa chú có an tâm trồng lại giống khổ hoa sen hồng chưa? Trồng chứ, thì cái vụ đầu á thì mình thường là vụ đầu là mình trồng bí đao. Dạ. Rồi kế nữa là mình trồng khổ hoa. Dạ. Năm ba vụ. Dạ. Rồi con cũng cảm ơn chú Bảy ha. Con hỏi thêm chú Bảy, từ lúc mình trồng đến giờ mưa nhiều không? Mưa hồi lúc mưa nhiều. Rồi chú Bảy trồng giống này thấy cây nó kháng bệnh không chú Bảy? Cũng nó cũng có hơi bong bong chút đỉnh thôi, chứ không có thấy bệnh kháng thương, rồi không có bị đốm trắng. Vậy là ok ha. Rồi trái làm mắt án chút đỉnh à. Dạ. Lá gốc. Khổ hoa đây là chú Bảy trồng mấy tấc một cây hả chú Bảy? Này là 4 tấc. 4 tấc cây ha. 4 tấc, có 4 tấc mấy cũng có nữa. Nè. Đó. Đây là một lỗ một hạt nè. Có. Lỗ hạt hả chú Bảy? 4 tấc rồi, 4 tấc mấy cũng có nữa. Đó. Tại vì mình không có đo dây. Này là chú Bảy trồng mấy lá chú Bảy bấm ngọn đó hả? Cái này 7 lá bấm còn 6 với còn 5. 7 lá bấm. Dạ. Nó nhảy nhiều khi nó nhảy 3 nhánh rồi. Có chỗ 4 nhánh thì không xuyên, xuyên thì cắt bỏ bớt, còn không xuyên thì để 3 nhánh luôn. Mình cắt bỏ là cắt bỏ với chèo sát đất, sát gốc hay gì chú? Sát đất. Dạ. Đây nè. Đây, dạ. Rồi, chú Bảy trồng cái, chọn được cái giống khổ hoa trồng trái nhiều và năng suất nó dày, chú Bảy mừng không chú Bảy? Trồng cái giống khổ hoa sen hồng này mà trái nhiều mà lại có giá nữa, được giá nữa. Dạ. Mấy ngàn ký được giá. Dạ. Ngon. Ngon. Đúng rồi. Dạ, rồi. Cảm ơn chú Bảy nhiều ha. Đó, trái này nè bà con. Nè, quay sang cho bà con mình coi những cái clip kế bên luôn nè. Đi chú Bảy. Ở đây là anh này đang dắt chèo, dắt ngọn. Dắt cho nó bò ra đều ha anh ha. Trời, đây nè. Clip nào như clip đó luôn hả chú Bảy ha? Đúng rồi. Trái nè. Chỗ nào cũng vậy hết. Nè. Lên trên nè. Trái thì mê luôn. Dạ. Này là còn đang trái ở trong không bị ở ngoài nó mới bò, nó mới có trái một hai trái à. Dạ. Ở trong không. Mốt lên bò ra cái dàn nóc ngoài nó mới giữ. Dạ. Dạ em đi mình anh ơi. Nó bên nằm dưới đất. Dạ. Nó mới
nằm đất không nè. À, thế gọ gốc. Sát đất luôn nè bà con. Dàn gốc nó cũng gọ ha. À. Dạ. Sát đất luôn nè. Dạ. Dạ. Cũng thường thường đó anh. Dạ. Dạ. Ồ, dạ vào đây là coi dàn lực nè. Cây nó khỏe nè. Bò lúc luôn nè. Đó. Bờ nào trái cũng vậy luôn nè. Trái nè. Đủ nè bà con nè. Đó. Đây khổ hoa sen hồng SH52 nha bà con nha. Đó thì ngày hôm nay thì cũng là lối mùng của tháng 10 rồi. Đó, thì bà con mình cũng thường là chuẩn bị cho cái dịp là trồng khổ hoa Tết. Ở tầm 24-25 tháng 10 là bắt đầu mình trồng khổ hoa Tết. Đây nha. Thì những bà con nào thì quan tâm thì mình có giá. Dạ. À, quê em ở trên Châu Thành, Tiền Giang mình đây luôn nè. Dạ. Đó, cho dàn lực này ok ha cho bảy ha. Dạ, quá đẹp ha. Dạ. Dạ. Trồng cho khoảng cách này mình dễ chăm sóc nha. Nói chung là đường nào như đường đó bà con ơi. Trái nè, trái nó còn nó nằm nhà dách bằng kẹo vậy nè. Nè bà con ha, à, trái nè. Đó, dàn trái cơ bản nó bự lên là vậy nè. Đó. Chắc 8 rồi nè. Bóng đẹp, bóng đẹp, nở gai bóng đẹp. Đó. Trái nè. Ồ. Láng bóng à. Nè, chú bái trái kẹo kẹo này luôn chú bái ơi. Nè. Mê luôn. Rồi trái ngay tay chú bái bự kìa. Ừ. Đó. Dạ. Nè. Bóng giận luôn. Chụp vô thấy bóng giận luôn á. Dạ. Nè, tại vì nó sung ha. Mình bỏ lên trái nó sụ ra nè, ghê không? Rồi chú bái nè ha. Dạ. Rồi lủng lẳng nè. Dạ. Dạ. Ờ. Này là sao? Cái này là 7-8 ngày rồi mới xịt lùi lại nè. À vậy hả? Ừ. Dạ. Không có sâu luôn á. Dạ. Mê con nè. Trái nè, mê không? Này cũng xịt ăn ba te với thằng mới thì xịt thuốc ăn ba te với thằng thằng thuốc đại thuốc thằng gì quên. Dạ. À cái vỏ thuốc bên trong á có gì bà con nào mình cần hoặc là gì đó thì chú Bảy đây có thể là chia sẻ rất nhiệt tình luôn nè. Dạ cái có ba cái thuốc bên trong đó. Dạ. Mình coi trong đó mình cũng ấy cho bà con chỉ bà con gì khi người ta hỏi á. Dạ. Dạ. Mình thấy đưa ra làm gì mới thấy tay. À. Tô chú Bảy dở lên cái nó thọc ra nè. Đây nè. Ồ đây nè bà con ơi. Nha. Yeah. Ờ sen hồng SH52 nha bà con. Đó, chú Bảy nè. Sao chú Bảy thấy trái gì là nôn không chú Bảy? Quá nôn ha. Hái này dài bữa nữa hái gì đâu mà trong vòng mét vuông mà hái 5-6 trái không là biết bao nhiêu trái. Dạ. Dạ. Ờ hai bên luôn. Đó. Con khúc nè bà con. Trời con khúc đây có này có chừng vài mét vuông gì nè, 1 2 3 gốc à. Có ba có ba cây đó. Có ba cây có hoa lên đó. Đấy nè. Lủng lẳng. Dạ. Ở này may mắn là có chú Bảy đi theo với con nè, chứ nếu mà con cầm máy con quay không chắc bà con không tin quá. Dạ. Trái nè. Ồ dạ. Dạ. Trái này 5-6 trái là 1 ký, 5-6 trái 1 ký à. Dạ chú Bảy thấy trái này nặng ký không chú Bảy? Trái nặng ký ha. À, dạ. Thường thấy trái là mình đưa trái bự là bà con thấy là như trái bự vậy nè. À, dạ. Đó là khoảng 5-6 trái 1 ký, 5-6 trái 1 ký. Dạ. À. Năng suất cao hả chú Bảy ha. Dạ. Bự không? Rồi, dạ. Rồi con cũng thay mặt công ty hạt giống sen hồng nha. Đây là mô hình của chú Bảy trồng nè. Đây chú Bảy nhà trồng hai bên đây đó. Đây, chính giữa là nuôi cá hả chú Bảy ha. Hai bên nè, chú Bảy trồng vàng khoa sen hồng nè. Nè, mô hình nè. Mô chú đũa này nuôi dê hả chú Bảy?
Dạ. Dạ thấy 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 con thấy mãi dẫn ồ bên đây nè, dạ bên đây cũng dữ dằn bên đây nè. Đường nào như đường đó. Ừ. Dạ. Rồi có nha thì thì nó ra em có tái nhưng mà con nó ra. Dạ. Mới chưa mới hái rồi mới giờ nó ra có tái rồi nè. Dạ. Cái này mà chừng 5 6 ngày nữa là qua đây dòm tái và con thấy. Dạ. Đó. Dạ. À. Nắng cả. Rồi, đây là cũng có một số bà con ở cộng đồng lên tham quan cái mô hình làm có qua chỗ chú ba y chú bảy nha. Đó, mà chú đi coi là đồng thanh là đánh giá cái hoa sen hồng ở thác 52 rất là tốt đó, về cái khả năng kháng bệnh cũng như là cái dàn trái đó. Đó, chú ba đang đi tới nè. Nay mày không đem nón đâu xuống hả À, sáng này đi soạn áo mà quên soạn nón. mày thấy đồ nó kìa không giờ nó đổi ý trồng tính trồng vô hết giờ tính trồng qua nè Dạ thấy có hoa sen hồng gì được chưa chú ba? ok Ok ha mấy ok ừ. chú ha. Thấy hoa là rất là chất Đó, lượng đây nè. để về tôi Đó. ừ. Nè chú ba để xích vô đó con Ừ. đó. Hoa tính ra Đó, cực dày kỳ dày hơn không? vô tôi nữa. Đó. Đó. Dạ. Nè, này là chú ba với gồm cộng đồng mình lên gồm tay tham quan nha. Ừ, Đó. rồi đúng Thì rồi, quá đẹp rồi chú ba. quá Đó, đẹp quá đẹp. Dạ. ừ. Rồi mà chú vô cà trời hoa đẹp Vô cực kỳ bà vô không? đây đứng vô quay chút mai mốt vợ bà coi Hả? nè bảo tới đây nè Đó. trời ổ hoa đẹp quá đẹp Quá ok ha chú ha. giống ổ hoa lụm ở đâu mà quá trời cái Hả? Dạ. trời Đó ơi thì hoa gì mà bóng xanh luôn trời dạ. Cuối lời thì cũng chúc cho quý bà con mình là có được sức khỏe. Rồi mà giờ những tôi còn nghĩ có gắn không những ai mà trồng khóm hoa Tết thì được trúng mùa trúng giá cũng như là để sang năm sau là làm ăn phát tài phát độc lên luôn nha. Chúc sức khỏe quý bà con nha. Đó. để bây Rồi. giờ tôi tính lại cái điện anh ba lấy cho tôi mới giống định tôi chuẩn bị 20 này tôi xuống À rồi ok. Cái này nếu thể Dạ. có lấy giống thì có cho được nói anh chuyên bảy gác nào nào liên thử rồi ngay nha có bữa nay đi thì có gì con tặng thêm hỗ trợ tiền xăng lên nha. Dạ. hả ừ bởi vì cái vườn này mình hái được ba cử rồi À vườn này dạ mình hái được ba cử hay được ba cử rồi còn mình còn một cái vườn ở ngoài kế nữa kế bên nữa là mình hái 10 cử đầu ngoài kia hay là 20 cử đúng rồi dạ nay là được ba cử rồi hai ba cử dạ rồi chú mười chú bảy nhầm hoài dạ chú bảy trước giờ là trồng rẫy nay được bao nhiêu lâu rồi cái này thì mình hồi đó thì hồi nhỏ mình mấy năm trước về trước lâu rồi là mình có trồng là mình trồng đồ hồi đất không à bò đất còn bây giờ là mình trồng cái này là được 2 năm trồng được 2 năm hai năm rồi dạ rồi chú bảy trồng cái giống khóm hoa sen hồng này so với các cái giống trước á chú bảy thấy đặc tính của cái cây sen hồng này nó ra làm sao chú bảy đúng là cái này nó lên đó thì mình bỏ là mình bỏ hột cạy đất luôn chứ mình không có vô bầu à mình ngâm mình ủ đàng hoàng xong xuôi là mình vừa nứt 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 là mình đem lên bỏ rồi mình bỏ hột là nó lên mọng rồi nứt mép dạ rồi chú thấy vàng trái của sen hồng vậy nói sao nó nhiều hay nó đẹp hay nói sao không chú Bảy quá dữ rồi cái này là không còn nói gì nữa dạ quá trời dữ rồi cũng như là vàng trái là mình thấy là mình ok luôn đẹp quá trời đẹp luôn bóng lưỡng luôn trái đẹp bóng là mà mình bán cho lái nói thôi mình chứ kem không mà chứ không có còn cái gì nữa quá tài bóng này dạ đó, cái này là đúng là thiệt bóng dạ phải nói luôn trái bóng đẹp ừ, trái bóng đẹp à đó, con thấy là chỗ nào cũng như chỗ rồi nào chú bảy lắc 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 thử cái chú bảy lắc lắc đó, thử đó, ờ chỗ nào trái cũng như ghê chỗ đấy dạ quá trời luôn dạ nó dính lại nó chồng lên luôn mà à con thấy nó chồng lên luôn trái mà nó xuống đó, nó chồng dạ lại luôn dạ quá trời trái rồi ừ. chí mê luôn này là đúng là mình mới là mình trồng năm rồi mình cũng có trồng ở qua nhưng mà mình thấy cái lượng trái là không đợi cái gì cũng qua chắc 52 này Năm rồi là có trồng giống khác ha đúng rồi là mình trái nó thấy ít hơn hay sao chú ơi không loại cái thằng sen hồng này dạ trái sen hồng này nhiều hơn nhiều hơn và đẹp gấp hơn hai luôn mà đẹp chú thấy trái nó cứng trái không nó nặng ký không chú bảy nặng cái trái nào nếu mà trái này nếu mà phải là khoảng 350 gram trở lên hơn nữa à khoảng 3,5 gram trở lên ừ. dạ trái nặng ký đặt ruột nặng ký ha đúng rồi đó này là hai cử có thứ ba đơn rồi nha bà luôn con hái bổ đồng là khoảng 5 tái 5 6 tái 1 ký 5 dạ 6 tái 1 ký vậy dạ
À. Vừa vừa 5 trái 1 ký, nhiều khi mình cần 4 trái cũng có 1 ký nữa, Dạ. 3 trái cũng có 1 ký nữa, tại vì nó nhiều trái nhiều loại nó ra, mình hái đặng 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 ngày nào mình cũng hái đó, mà những trái nó rất bự, màu lớn, Dạ. quá trời màu lớn luôn, mà cho bao nhiêu clip mà để mình đang chụp hình chơi. Dạ. Đây nha, đây là giống khổ qua sen hồng XH52. Đó, chỗ chú 7 là trồng, nay là hai cứ thứ ba và dàn dách nó đang có nhiều. Đó thì hôm nay thì bà con mình xem cái clip để mà an tâm về đầu tư về cái miếng ruộng của mình để mà trồng cái giống khổ qua sen hồng XH52 cái dịp Tết. Đó thì tầm lối 24 25 âm lịch tới đây là bà con mình sẽ xuống giống khổ qua Tết nè. Thì hôm nay là Trung cũng muốn chia sẻ cái giống này cho bà con mình an tâm về để mà đầu tư vô cái miếng ruộng của mình cũng như là trồng cái cây khổ qua Tết ha. Đó thì với cái sản phẩm này thì bà con mình cứ an tâm và trồng, thì nó là cái dòng gỗ trái. Đó, gỗ trái và trái nó nhiều thì bà con mình sẽ thu được từ dàn dách lên dàn ngọn, thì mình canh vào lối tầm lối hăm mấy Tết đó, thì nó sẽ gỗ nhiều. Đó, và mình hái sẽ được cái năng suất cao hơn. Đó nha bà con nha. Đó. Ừ. Đây nè. À, đây đây là một đường nha, mình qua bên đường bên đây mình sẽ coi coi nó như thế nào ha. Đó. Bà con mình coi dàn lá nè, bộ lá này còn quá đẹp. Quá đẹp luôn. À. Trước chú Bảy trồng có mưa nhiều không chú Bảy? Mưa cũng mưa mưa là này là đang trồng là mưa liên tục là mấy ngày liên tiếp luôn á, Mưa đúng liên là tục. nó hột nó không lên luôn á, Đó cái này thì là đúng ra thì đúng là mà xuống hột mà đúng mà nắng không á là cái vàng này là nó la trái đều hơn á, tại dạ. vì nó quá mưa đi, À. mưa nó lên hơi khoảng chừng 85% Đó chứ thì không được được như mình ý muốn mình ở trồng trong. thì bà con mình nghe chỗ chú Bảy đánh giá nói là khi mà đặt cái cây khổ qua xuống là mưa liên tục, nhưng mà bà con mình thấy cái cây khổ qua sen hồng là nó khả năng sinh sinh trưởng của nó rất là tốt, nó kháng bệnh rất là tốt nha bà con nha. Trong điều kiện mùa mưa mà bà con mình thấy nó ít bị cháy lá chân, ít bị thán thư, và một đặc biệt một cái nữa là cái giống mà khổ qua sen hồng là trái nó cứng, nó rất là hạn chế được cái vụ mà nứt trái nha. Trái là trong điều kiện mùa mưa mà không 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 bị nứt trái nha, trái vẫn bóng đẹp Thấy nè. trái giờ bà con thấy trái bự giờ không không nứt luôn hả bà con ha. Rồi vừa À, chú Bảy trái nè. này là nếu mà khoảng là trung bình nó muốn gần 350 g với gần 400 g luôn, Dạ 350 g luôn bà nè. con thấy không đó. Dạ. Trái Đấy lúng lắng đó chú Bảy nè. như trái vậy mà nó chưa Dạ. nở mạng nữa bà con À. đó, À. cái trái này nếu mà đo lại là khoảng nó là 1 cách 8 nè bà con, Trái là đúng dài, rồi. trái Đó dài nở gai bóng đẹp ha. à, cái này là nó chưa nở mạng luôn Dạ. Đi xích xích lùi lùi ra quá trời mà sao lưng chú Bảy kìa. đây là nở, cái này là nó muốn nở mạng nè, nó cái trái này khoảng tới 7 nè Dạ. chưa bà con Rồi hai dàn dắt hai bên đó nè. à, bà con thấy không đó nè, đây là Lúng lắng lúng lắng hai bên nè. Đâu chú Bảy làm lại giống nãy chú Bảy nè. Nè. quá trời luôn bà con thấy không Dạ. đó. Quá đẹp. Trái nè. Nó À. đi ra ra mình đang đi lên nè bà con thấy không, Dạ. đầu dây cuối dây bà con thấy nè, Trái yeah. Nè bự không nè. nè bà con thấy không, bà con thấy không, Ừ. Trái nở gai bóng rất là đẹp nha bà một con nha. một dây mà nó 2 trái này dính dính lại luôn rồi bà con thấy không, Liên tiếp ha. à liên tiếp luôn Dạ. Ừ. Đây. nó khoảng mà nè một dây mà nếu mà nó khoảng chừng 3 trái là nó không không nổi luôn đó bà con, Dạ. bởi vì Trái nó nè. quá bự. À. Đây là mô hình làm của chú Bảy tại Gò Công Tây. Dạ. Ừ, tính đi ra mà chú Bảy còn quay sát đất nữa nè. Đó, đó, Ôi đó, sát đất luôn bà con thấy không? Trái nè. Dạ. Đó. Mà mình hái rồi là 3 cử nè bà con. Dạ. Đó. Bà con thấy không? Trái thơm mê. Sát gốc luôn bà con thấy không? Dạ. Đó. Để nghe là tùng qua bắn tim tùng. Quá À. trời không? Em đó hả? Dạ. Chị Bảy. Trái lũ khủ nằm. Đây là mô hình của bà con ở Gò Công Tây làm nè. Ngày xưa là đây là đất lúa trắng lên phải không chú Bảy? Đúng rồi, đất lúa.
nên là mình làm cái mình sắn cái mương bự mới có đất lên mình trồng nữa phải không? Là để mình lấy nước xài luôn. Lấy nước xài luôn. Nước mình xài bây giờ kinh thì nó có người chăn nuôi á. Dạ. Nó hơi dơ quá dơ rồi mình sắn lên mình là mình xài luôn. Dạ. Yeah. Nước gia đình luôn. À. Bề ngang thì nó không dài ha, bề ngang thì cứ dài nhưng mà được cái bề dài nó dài. Đúng rồi. À. Bề ngang này nó có 6 mét rưỡi. Dạ. Yeah. Bởi vì mình vừa chăn nuôi mà. Chăn dạ. Nuôi em chỉnh cỡ 2 kg nha. Cắt 2 kg. Chưa chút anh. À, từ khi mà chú Bảy lên mình làm rẫy làm khó qua vậy mình thấy cái lợi nhuận nó cao hơn bên làm lúa nhiều không? Cái này thì giờ mình không chị còn nói nữa, nếu mà nói thì bà con không tin thiệt. Nãy giờ quay hai đường nha, qua đường thứ ba nè. Là mình trồng á là cái đợt rồi á thì đúng ra thì mình làm một công ba thôi là mình bán được gần 60 triệu. Gần 60 triệu nếu mà so với lúa, so với lúa ok không? À, nó thành một mẫu mấy luôn bà con. Còn qua này là mình mới hái thôi bà con mà khoảng được 20 triệu rồi đó bà con. À, dạ. Là mới hái có mấy chuyến á. Dạ. Khoảng 20 triệu rồi đó. Dạ. Quá tốt rồi. Mình một clip là mình là 600 mét vuông. Dạ. Xung quanh đó. Đây bà con người ta còn trồng lúa nhiều không? Trồng lúa nhiều lắm. Bà con thấy không? Trái nè. À. Cái nê luôn. Đường nào như đường đó mà. Đúng rồi. Dạ. Cái này là ở ngoài nó chưa có, lát là vườn ngoài đây nè bà con. Vườn này hái về kia cũng dạ. đang cũng còn trái dữ lắm bà con. Dạ. Quá đẹp. Đây nha bà con. Đó. Đây vô cân. Đây là giá được 13.000 một ký. Trái đẹp nè. Bà con nè. Bữa nay có giá có 12 hả? Đây mình vô một bịch tới 20 ký cho người ta. Đấy nè. À, nha bà con coi nha. Đó thì cuối lại thì Trung cũng xin được thay mặt công ty gửi lời cảm ơn cũng như là lời chúc sức khỏe đối với tất cả các bà con mình. Thì là chúc quý bà con mình là luôn có được sức khỏe thật tốt rồi luôn trúng mùa trúng giá hạt giống sen hồng. Thì cũng như là chúc thêm bà con mình là những ai mà trồng khổ qua Tết hoặc là loại khác thì là được trúng mùa trúng giá cuối năm, cũng như là chúc bà con mình sang năm mới là luôn được làm ăn phát tài phát lộc nha. Rồi cảm ơn quý bà con mình nha. Rồi chú Bảy ơi, chào bà con cái chú Bảy. Chào bà con, cảm ơn bà con láng, bà con ơi đầu tư vô công thành mẫu bà con ơi. Rồi cảm ơn chú Bảy. Dạ. Trồng đại đi. Dạ. Đó, bà con thấy á. Rồi.